Hôm nay em sẽ giới thiệu cái lụp săn cánh bướm của bên em cho nam cầu thủ tham khảo. Cái lụp này là giá là 1 triệu 3 bao ship. Chất liệu của nó là khung inox, nam thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, săn xếp cánh bướm. Tức là cái săn phía trước á, thích thì ta xếp, không thích thì ta bung ra sẵn. Thì đằng nào con bổi nó cũng sẽ nhảy vào nó để cái săn nó sẽ bung ra để nó hứng bổi. Nên cái hình thức lụp săn cánh bướm là chúng ta thích thì xếp, không thích thì ta bung ra sẵn nha nam. Chất liệu cụ thể của cái lồng này là khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, san xếp cánh bướm. Giá là 1 triệu 3 bao ship như trên màn ảnh nhỏ, gồm có lá, cống đầy đủ như hình nha nam. Anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0947 252 874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Hoặc anh em vào Zalo 0947 252 874, em sẽ chia sẻ cái clip hình ảnh cụ thể hơn cho anh em tham khảo nếu anh em cần ha. Còn anh em mua hàng thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại em niêm yết trên màn hình nhỏ 0947 252 874.